Hai anh nhắn bác Tuấn qua giao hàng cho anh cái. Chào các anh chị nha, trong trường hợp một cái máy chiếu lên mà hình ảnh nó bị vàng như vậy thì tôi chỉ cho các anh chị cách xử lý đơn giản. Cái cách này nó sẽ thành công 50-50, tại vì phần lớn là những cái máy chiếu đời cũ thì nó sử dụng cái cáp VGA. Do đó thì trong một số trường hợp là do chúng ta sử dụng, chúng ta làm hư cái chân hoặc là nó gãy cái chân này đi, thì khi mà nó bị vàng thì điều đầu tiên chúng ta nghĩ là chúng ta gắn lại hai cái sợi này, một cái đầu ở trên cái laptop máy tính mà cái đầu trên máy chiếu là chúng ta tháo, chúng ta gắn lại. Nếu mà nó vẫn bị nữa thì cái phương án thứ hai đó là chúng ta thay thử sợi cáp này, thay thử sợi cáp. Trường hợp mà chúng ta thay sợi cáp mà nó vẫn bị thì chúng ta hãy nhanh chóng đi bảo hành. Nếu mà cái máy còn bảo hành thì cái lỗi này sẽ được bảo hành hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp mà không may mắn mà nó hết bảo hành thì chúng ta lại cần sửa chữa, tức là cần thay các cái tấm kính hoặc là các tấm LCD nó bị lỗi bên trong. Rồi ghé chờ chút đây. Chờ chút. Lỗi này thường là do nó, nếu mà trong trường hợp chúng ta thay cáp mà nó vẫn bị hoặc là chúng ta gắn lại cáp nó vẫn bị thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là đối với trường hợp này là nó bị hư một tấm LCD này. Chúng ta có thể vào cái service bên trong cái menu của cái máy này, chúng ta kiểm tra được. Đấy, cái mục là test button này. Đây. Cháy kính, LCD phải cháy kính, con này lỗi khá nặng. Nhận đấy hả?